nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước việt nam và oman mới đây tại hà nội đã diễn ra kỳ họp lần thứ ba ủy ban hỗn hợp hợp tác về kinh tế và kỹ thuật giữa hai nước tại kỳ họp bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh và bộ trưởng bộ thương mại công nghiệp oman alibin masud ansunadi đã thông báo một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước trong thời gian qua hai bên đã nhất trí triển khai một số biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương như ký kết bản ghi nhớ về thương mại gạo giữa bộ công thương việt nam và cơ quan dự trữ và lương thực oman thống nhất định hướng và kế hoạch triển khai tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau đa dạng hóa cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu trong đó việt nam xuất khẩu thủy sản cá cha cá basa, tôm sữa thịt gà chế biến gạo Sang Oman và nhập khẩu khí tự nhiên, hóa chất, khoáng sản từ Oman, tích cực trao đổi thông tin giữa các cơ quan đối tác, các hiệp hội liên quan để thường xuyên cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước về chính sách thương mại, quy định xuất nhập khẩu, nhu cầu thị trường, cơ hội giao thương và dự án kêu gọi đầu tư tại mỗi nước. Kết thúc kỳ họp, hai bộ trưởng đã ký biên bản kỳ họp lần thứ 3 ba Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa hai nước. Trước đó, bên lề kỳ họp, Bộ Công thương Việt Nam đã tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Oman với sự tham dự đông đảo của doanh nghiệp hai nước.